Đây, bên cửa hàng chị mới về thêm một chiếc Santa Fe anh chị. Mới về thêm một chiếc Toyota Prize nữa nè. Đó, một cặp. Chiếc Santa Fe này là sản xuất là 2018 nha. Đèn chiếu sáng là đèn chiếu gần là đèn LED, chiếu xa là đèn halogen và có đèn định vị ban ngày nữa nè. Đây. Đó, chiếu xa halogen, chiếu gần là đèn LED. Đây, mẫu xe thì còn đẹp nha. Nước sơn thì liền lạc. Sản xuất 2018, 7 chỗ, gầm cao anh chị, xe gia đình. Số tự động. Bản này là bản full đó. Santa Fe bản full. Bản full thì sẽ có là cửa sổ trời nè, đây. Cửa sổ trời toàn cảnh. Ghế da sẵn. Bên phụ có chỉnh điện luôn. Ở đây thì có trang bị lót sàn 5D cho anh chị nữa. Sàn thì vẫn là sàn nỉ nè, và lót thêm cái 5D. Xe thì có thắng điện tử nè, tự động giữ thắng luôn. Xe sản xuất 2018 anh chị. Có ga tự động đầy đủ nha. Đó, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm cũng đầy đủ luôn, còn đủ hai cái. Vô lăng 75.000 cây còn đẹp nè. Cần số cũng vậy, đây. Các chi tiết chẳng hạn như là chỗ gác tay nè, ghế bên tài nè. Đó, các chi tiết chẳng hạn như là những cái nút bấm nè. Nó cũng còn sắc nét nha, không có bị bạc màu hay là bị hao mòn gì hết á. Được cái người ta đi người ta cũng giữ xe kỹ hết vậy. Tắp lô cũng vậy nè. Đó, đây, tắp bi cửa nè. Anh chị nào quan tâm mẫu Santa Fe xăng gia đình thì đến coi thử xe này. Động cơ 2.4 xăng mà xe 7 chỗ đi gia đình thì quá là ok anh chị, nó rộng rãi anh chị. Đây nè. Cửa sổ xe toàn cảnh luôn. Ở đây thì mình có thể xếp hàng ghế này xuống nè. Đây nè, hàng ghế thứ ba nè. Đó, xếp xuống rồi là mình sẽ có một cái không gian cúp độ siêu rộng. Cái này anh chị, cái Santa Fe này mình có thể làm nhả cái ghế này xuống, là mình sẽ có một cái không gian để đồ với nó là cực kỳ rộng luôn chị coi nè. Nếu mà anh chị đi đường xa đường dài muốn nằm nghỉ ngơi, mình xếp hai cái hàng ghế thứ hai xuống luôn, có một cái không gian nằm nghỉ luôn. Bản full nha, có cửa sổ trời, có thắng điện tử nè, có cấp điện luôn chị, đây có cấp điện luôn đó. Và cái màu sơn này cũng còn đẹp nha anh chị, xem nó liền lạc mà cái màu sơn nó sáng, xe này nhìn nó cũng sang nữa. Đây, hàng ghế thứ ba này xếp xuống rồi mà anh chị nhìn cái phần nỉ nó còn đẹp lắm. Đây, anh chị thấy không, cái phần nỉ nó còn đẹp. Ở hàng ghế thứ ba thì có cái cửa gió điều hòa nè, ngồi nó cũng đỡ nóng anh chị ha. Đó, có điều chỉnh tốc độ gió nữa nè. Ở đây nè. Đó, ở đây thì đi coi, đây chỗ đẩy đồ nè, mình có thể để được thêm đồ ở đây nữa. Còn bánh xe dự phòng hãy nằm ở đây. Đây nè. Đó, anh chị thấy không, gầm phía sau cũng còn đẹp nữa. Xe là cấp điện nha. Đây, bấm một cái là nó chạy xuống. Chiếc Santa Fe này là máy xăng sản xuất 2018 mà cái màu sơn nó còn đẹp anh chị. Đây, màu sơn còn đẹp lắm. Chẳng hạn như những cái phần tắp bi cửa ở đây cũng vậy nè. Đó, ở đây có cái rèm che nắng phía sau và xe này cũng có dán phi kích nhiệt rồi nè. Đó, đầy đủ hết rồi. Santa Fe xăng đi gia đình thì quá là ok, rộng rãi, 7 chỗ nè. Xếp hàng ghế này xuống luôn, anh chị sẽ có một cái không gian nè ha, để đồ với nó là cực kỳ rộng luôn anh chị. Mà ở đây mình có thể nằm nghỉ được luôn á. Đó, nằm nghỉ ngơi, đi đường xa đường dài nằm nghỉ ngơi luôn. Mấy cái phần nhựa nè, không, cản này còn khít nè. Đây, cái vân nè, vỏ xe thì còn dày. Xe này sản xuất là 2018, chạy 75.000 cây. Cái đát nè, đát 2019 nè. Đây, đó, như anh chị có thể nhìn thấy cái phần nước sơn của bên trái nè. Thấy không? Xe này đi nó khoảng tầm từ 7 lít đến 9 lít nè, cho 100 cây, cũng tiết kiệm nhiên liệu, nước sơn liền lạc. Tay nắm cửa nè, inox nè, ron kính inox nè. Ở đây thì có hai vị trí ghế nhớ nè chị, xếp gương tự động luôn nè. Đó, này, chỉnh điện ở bên tài cũng có luôn. Đây, ghế chỉnh điện nè, thổi phòng mà ghế lên nè. Xe này sản xuất 2018, có khóa vi sai nè. Đây, đó, ga tự động có luôn. Đó, màn hình giải trí để coi có cầm lùi không nha. Xem thử cái cầm lùi còn sử dụng được không. Đây, cầm lùi còn sử dụng được luôn nè. Đó, cũng rõ nét. Điều hòa hai dùng nè, một dùng nè, hai dùng nè và một dùng phía sau nữa. Chạy được 75.000 cây, chuẩn xuất km nè. Cái cửa sổ trời nè, bấm một cái là nó sẽ chạy vô anh chị. Đó. Đó, vậy đó, bấm cái là nó chạy vô liền. Cái rèm nó cũng bằng điện luôn, cái rèm che nó cũng chỉnh bằng điện. Anh chị bấm một cái nữa nó sẽ chạy cái rèm vô. Đây nè. Rất là hiện đại ha, 2018 là có cửa sổ trời và có thắng điện tử đầy đủ rồi nè.
Đó, mà anh chị coi cái phần ghế tài nè. À, cũng còn ok ha. Anh chị nào quan tâm thì đến coi. Đây chị mở cái nắp capo lên luôn. Đèn của xe này đèn led rồi. Anh đi ban đêm nó cũng sáng nữa. À, cửa hàng chị mới về được hai chiếc nha. Một chiếc Santa Fe 2018 máy xăng, một chiếc Toyota Pride 2022. Đó, quan tâm một trong hai xe đến coi. Chiếc Xpander nữa nè, Xpander Rush nữa nè, 2020 nè. Đó, đây nè, cái phần đèn nè, cũng còn đẹp. Không có bị vàng. Đó. Động cơ xăng 2.4. Đây, cái phần tem nó còn là gì? Đây nè. Đó, zoom sát cho anh chị coi nè. Đó, cái phần tem nó còn luôn. Máy móc là còn nguyên zin. Đây, cái khoang động cơ cũng sạch sẽ nữa. Những cái phần khung xương này nó còn nguyên bản hết. Đây, ốc chưa tháo là ngồi tem làm gì. Đó. Mấy cái tem. Đây nè, ốc carbon vậy nè. Đó, xe này đã check ở bên Hyundai Việt Hàn. Nên người ta dán cái tem như là gì. Đây nè. Dán cái tem của Hyundai Việt Hàn. Đó. Quá là ok luôn. Mấy cái phần keo chỉ của capo này cũng còn zin luôn. Đóng capo rất là nhẹ luôn anh chị. Rồi cái chiếc Santa Fe này cửa hàng chiều đang bán giá là 685 triệu. Xe sản xuất là 2018. Xe chạy được 75.000 cây chuẩn số km. Bao anh chị đi test hãng thoải mái luôn. Và cửa hàng chiều có những trao đổi xe luôn. Anh chị nào có xe muốn đổi chạy cái xe của anh chị đến cửa hàng cùng có xe cùng trao đổi ha. 685 triệu sản xuất 2018 chạy 75.000 cây, giá vẫn còn thương lượng. Và sẵn tiện đây chịu giới thiệu cho anh chị hai cái xe. Chiếc Toyota Rise mới về. Đó, xe này thì mới về nó cũng còn dơ, em chưa có biết giá cả như nào luôn. Thì anh chị nào có quan tâm cái mẫu Rise này ha thì đến coi. Turbo 1.0. Đi dạo vòng cho anh chị coi ha. Quan tâm mẫu này thì liên hệ chiều báo giá cho. Toyota Rise. Đó, xe này cũng chả biết bao nhiêu ngàn cây, để đi qua bên đó coi luôn. Đó. Quay cho anh chị coi mộc mạc trước nè. À, để nè, bánh xe còn dơ hầy à. Để vệ sinh xong đi. Rồi quay lên hình cho anh chị coi. Anh chị lần đầu vào kênh nhớ bấm đăng ký kênh nha. 1.0 chạy turbo đi 5.4 cho 6.6 100 cây. Có cảnh báo điểm mù luôn chị. Toyota Rush có cảnh báo điểm mù luôn. Xe này chạy được để mở cái chìa khóa lên. Và nó chạy được bao nhiêu ngàn cây rồi. Chạy được 43.000 cây nè chị. 43.000 cây. Đây nè. Vô lăng nè. Nó cân bằng điện tử nè. Đây nè, bảo dưỡng định kỳ có nè, về đầy đủ luôn nè, nó mấy cái tem bảo dưỡng này đầy đủ nè. 43.000 cây ha, thì ở đây bảo dưỡng tiếp theo là thì chạy được khoảng là người ta thay nhớt lúc vào 40.000 cây thì xe này đang chạy là 43.000 cây. Thì anh chị chạy thêm khoảng 2.000 cây nữa hãy thay nhớt. Người ta bảo dưỡng lúc ngày 8 tháng 8 nè. Tháng 8 2024 nè. Đó, tháng 8 2024 chạy 40.000 cây. Thì bây giờ là tháng 11 lên được 3.000 cây. Anh chị chạy thêm 2.000 cây nữa. Đây sản xuất 2023 nha, không phải 22 đâu. Đây nè. Sản xuất 2023 mà nhập từ Indo luôn anh chị. Đó, 2023. Xe đời cao luôn. Xe này đợi xì ba xong đi chị sẽ lên hình cho anh chị luôn. Mà có quan tâm muốn coi mộc mạc thì đến coi thực tế luôn. Liên hệ chiều nha. Ở đây chiều muốn hôm nay muốn xả cái chiếc Honda Civic này đi. Xe là phiên bản 1.5 turbo sản xuất là 2022. Cửa hàng chiều hôm nay muốn bán xả nó đi. Thì cái xe này cái thời điểm mà nó mới về chiều bán giá là 680. Thì hôm nay cửa hàng giảm xuống 30 triệu nữa. Xả thu hồi vốn về. Bán 650 thôi. Đây là phiên bản RS 1.5 turbo sản xuất là 2021. Xe chạy được 78.000 cây. Đó, anh chị nào mà có ý định muốn mua cái chiếc xe kiểu dáng thể thao trẻ trung này nè thì đến coi thực tế. Bớt thêm tí lập lá cho anh chị nha, về sang tên lại. Ở đây thì chiều có một chiếc Honda i10 nữa nè, 2024. Đó, đây là bản mẫu mới nè, nó sẽ có đèn led chiếu sáng nè. Ở cái đèn phía sau á, nó là một cái dãy đèn led luôn. Đây là mẫu mới. Đó, anh chị nào quan tâm Honda i10 mà 2024 thì anh chị đến coi luôn nha. Xe này cửa hàng đang bán giá là 420 triệu. Xe này thiếu nếu mà anh chị lăn bánh Sài Gòn á thì nó rơi vào khoảng tầm 500. Đó là có giảm thuế rồi. Thì cái này chịu bán giá 420 thì anh chị mua rẻ hơn được 80 triệu. Đó, Fortuner mới vào xuống sàn nè, Legender một cặp đang có cả tại showroom nè. Đó. Rồi cảm ơn anh chị các bạn đã xem clip nha. Có quan tâm cái xe nào trong cái clip này thì liên hệ trực tiếp với chiều. Còn cần thêm thông tin gì về những cái xe mà anh chị đang coi nãy giờ nè, có quan tâm cái xe nào nè. Đó, cứ kết bạn qua Zalo chị gửi cái thông tin cho cả vẹt đăng kiểm vị trí đến coi xe nha. Thôi cảm ơn chị các bạn đã xem clip, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha.